Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên riêng cho các bác cái hàng hồ điệp 3-4 ngồng. Cái hàng này nó khá đặc biệt, rất là đáng để siêu tầm. Khi mà cây nào nó cũng có đến tận khoảng 3-4 ngồng này. Và đây nó là dòng hoa nhỡ nhá. Hoa nhỡ thì nhỏ hơn hoa đại mà to hơn hoa mini, nhưng mà vẫn phân tay phân cành rất là nhiều. Và hàng này thì em chỉ có 5 màu thôi. Đây, bây giờ em sẽ quay qua cái màu hoa cho mọi người xem này. Đó, bác nào không nhớ màu hoa thì có thể nhắn qua Zalo cho em nhé. Đây đang quay trước. Màu hồng này, màu vàng này, đấy, cam này, trắng nhị đỏ và đỏ lửa. Đây 5 màu. Đấy, 5 màu. Cây này thì em sẽ bán với cái giá là 50.000. 50.000 một cây. Đấy, cây thì đảm bảo sẽ có 3-4 ngồng như trên hình. Đó. Bộ rễ bên trong này các bác không phải nghĩ, rất là đẹp. Rễ thân lá rất là khỏe. Cây này hoàn toàn là trồng tự nhiên. Đây, mọi người nhìn này. Khá là bụi bặm ở trên cây. Đấy, trồng tự nhiên. Thế nên về mọi người cực kỳ dễ chăm sóc. Ngồng mập khỏe đẹp. Đó. Nó ngồng dài ngồng ngắn khác nhau ấy, do nó cái màu khác nhau thôi, nó tùy cây chứ không phải cây nào cũng giống y cây nào đâu. Nhưng mà 3-4 ngồng nhá. Quan trọng là cái thân lá rễ của nó không có lỗi gì hết. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng đúng cây như em quay trên hình thì các bác nhận. Đấy, cây khỏe đẹp như trên hình như này thì mọi người nhận nhá. Đây, 3-4 ngồng hoa rất là đẹp và có 5 màu. Cây này thì hỗ trợ các bác là mua 5 cây em sẽ bao ship nhá, 5 cây 5 màu. Đấy, 250 bao ship. Thì mọi người có thể lấy 5 màu hoặc là lấy một vài màu mà các bác thích đều được. Đấy, cây nhìn thích không? Rất là đẹp. To, khỏe, đẹp. 50.000 nhá. 5 cây em sẽ bao ship cho 5 màu. Em chào mọi người. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Zalo hay là gọi điện trực tiếp đều được. Đó. Em chào các bác.